Mình mới mở được một con giành nhất trong game này. Đây, con này này, Elisa. Đấy, con này rất là chảnh trong game nha mấy bạn. Bình thường mấy con mèo khác đi ăn là con này không đi ăn. Đấy, được một team nó rất là khó luôn. Rồi, con này là được được mệnh danh là chảnh nhất trong game. Ai mở ra vừa mở ra là muốn đuổi nó về, không muốn cho nó ra ngoài luôn. Nó không chịu ăn với người ta đâu, nó chỉ toàn chịu ăn một mình không à. Kiểu con này nó khó tính. Cắt móng tay mà không bị ai à, hồi toàn luôn. Cách mình thấy hiệu quả nhất là bạn nhấn sẽ gấp ống tay ra. Ui ai à, rồi mình tắm cho nó nha, cho nó khó tính cỡ nào mà nó đẹp thiệt. Chỉ có con cái là chậm nhất thôi. Mình không biết sao nữa, con này rất là chậm. Được mệnh danh là chậm nhất game mà không có đồ. Chúng mình mua đồ ăn cho mèo. Đây, cái nồi đồ ăn nó cũng đẹp không? Không đủ vàng, không đủ tiền mà. Các bạn cứ mua đồ ăn thiệt là ngon cho vợ hay chồng gì đó, sẽ đem tiền về nhiều cho các bạn nha. Chúng mình chăm cho mấy con này. Ui khó thế, đụng vô tay này, chân không được, đuôi nè, đụng vô bụng nè, đầu nè, và tay tay bên phải nha mấy bạn. Để tắm con này. Ở lòng cắt không tài trước chứ. À, mình cứ nhấp dài nha rồi. Đây. Ai à. À. Đấy, rất là dễ, mình cứ nhấp dài ra. Mình tắm cho con này rồi mình kết thúc clip nữa rồi. Này mình chỉ cần nghiêng qua nghiêng lại thôi nè. Này thì dễ rồi. Nó này phải ngồi nó mới dễ, còn mình nằm thì hơi khó để nghiêng điện thoại đó. Trời, con này nó tinh chảnh không, nó nằm trên đây hoài luôn, nó không ăn gì luôn. Em mua mình không có đồ gì hết, mình chỉ có chờ mua mèo trước để có được nhiều team để mình xây nhà thôi. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem hết clip này nha. Nhớ like, share, subscribe nha các bạn.